bây giờ là tôi là Tâm Phước, tôi đi cùng với trong phái đoàn của tôi là nhóm của tôi là chú Bảy Nhất, là chị Nhu, với là bên anh Tư Nghệ với chị Liên, là bên nhóm của Tâm Phước với cùng cán bộ ấp 6 xã Thanh Lâm, với bên anh em bên chạy hòm là hỗ trợ cho mấy chị em tôi đêm hôm. Nhưng bây giờ tôi muốn đọc danh sách này á, là trên cho Mạnh Thường Quân á, là hỗ trợ cho gia đình ở Nghĩa Văn Cô á, là danh sách những người ta hỗ trợ ở đây. Nhưng bây giờ mình xin nói trước một cái là ngay giáo phần á, là Mạnh Thường Quân là hỗ trợ mình đi mô mình lên tới 10 giờ mới bốc, mà sợ có khi á khuya quá tới gần 3-4 giờ sáng rồi, thành ra mình bị sợ sót á. Nếu ai nghe cái tên này mà có người nào sót á thì cứ điện lại hoặc nhắn tin, là mình có khi mình lộn mình sẽ gửi tiền lại cho mấy chị em. Còn nếu đúng thì thôi, sợ lộn sợ sót á, bị đông hôm khuya quá mệt mỏi. Rồi giờ mình xin xin đọc cái phần hỗ trợ của bà con với chị em bên Phật tử và Mạnh Thường Quân là trong nhóm của tụi mình. Là phần đầu tiên nhất á, là dựa cá Chúc Anh Bạc Liêu, bạn của Hữu Nghị đó, là 2 triệu. Một cái Facebook Hữu Nghị Kim Anh là tức là 300, mà nhưng cái thằng Chúc Anh này dựa mực để nó gửi cho cái Kim Anh nè. Kim Anh với Hữu Nghị sáng dạ. Bây giờ với một Facebook là Nguyễn Hữu Hiệu Cà Mau là 1 triệu. Tiệm vàng Phú Hào thị trấn U Minh là 1 triệu. Gia đình của chị Vũ Xăng Dầu Khánh Nội là 1 triệu rưỡi. Trịnh Gia Bảo Facebook Trịnh Gia Bảo Khánh Nội là 500. Kim Anh ấp 3 Nguyễn Quýt là 500. Facebook Minh Tròn Khánh Hội là 500. Facebook Nguyễn Mộng Thí là 500. Tiệm cầm đồ buôn bán của Hiếu HD Khánh Lâm là 300. Facebook Kiều Trương Vợ Khoa Dựa Mực Khánh Hội là 300. Facebook Thí Kiều Võ Khánh Hội là 300. Tiệm sửa xe Minh Đầy Khánh Lâm là 300. Bé Bảy Shop Mỹ Phẩm là con hay đẹp đó, là Khánh Nội là 300. Mộng Thi Khánh Nội là con anh Nam Tân là 300. Bích Dân Dựa Mực Tường Vi Khánh Nội là 300. Hiền Ngon Dựa Mực Khánh Nội là 300. Nguyễn Loan Khánh Nội là 300. Bé Tâm Khánh Nội là 300. Anh Cử Khánh Nội là 300. Mỹ Trang con Anh Cử Khánh Nội là 200. Cô Trung Trường Khánh Lâm 200. Cô Thủy Trường Khánh Lâm 200. Cô Hợi Trường Khánh Lâm 200. Cô Quỳnh Tốt Nha Trường Lê Hồng Phong là 200. Hồng Kiểm Khánh Nội là 200. Hải Thị Khánh Nội là 200. Dì Cưỡng Lung Ganh là 200. Tiệm cầm đồ Thanh Hùng ở tiệm đồ sắt Thanh Hùng Khánh Nội là 200. Vợ Điền Sửa Limo Khánh Nội là 200. Lâm Ngọc Bưởi Khánh Nội là 200. Gia Hạo Khánh Nội là 200. Shop quần áo Khánh Ly Khánh Lâm là 200. Facebook Đoan Lý Vợ Nghĩa Khánh Nội là 200. Facebook Thảo Ngân là 200. Facebook Nguyễn Xí Hên là 200. Facebook Phạm Hân là 200. Cộng Di Động Trung Tình Khánh Nội là 200. Facebook Quỳnh Nhãn là 200. Facebook Ngọc Nguyễn là 200. Facebook Quách Lưng Kiểm Lâm U Minh thị trấn U Minh là 200. Facebook Bảo Yến Yến Phạm là 200. Facebook Loan Nguyễn là 200. Facebook Diệp Qua nha là 200. Facebook Phạm Ngài Tiệm Uống Tóc
Khánh Lâm là 200, Facebook Mỹ Ngân là 200, Facebook Lê Hồng Yến là 200, Luân Quynh là 200, Facebook Điện Phát là 200, Facebook Chính Quỳnh là 200, Facebook Nguyễn Nhi là 200, Facebook Nguyễn Di là 200, Facebook Trần Thị Trang 200, Facebook Di Bảo bạn của Hiệp 200, Facebook Kiều Diễm 200. Facebook Bảo Bảo là 200. Facebook Nhà Nghỉ Di Na U Minh là 100. Facebook Bảo Di là 100. Thảo Di là 100. Facebook Kiều Thu Thảo 100. Facebook Ngân Võ là 100. Facebook Kim Thể là 100. Facebook Trần Châu 100. Tiền Gia Hạo Khánh Nội là 100. Đây, một cái tài khoản mà không có nói tên mà tôi không biết của ai luôn. Để trong tài khoản gửi qua đó. Cái tài khoản không có tên là 100. Rồi anh Tư Nghệ là 200. Tư Đực là 200. Anh Tư Nghệ Khánh Nội nha. Tư Đực là Khánh Lâm. Thảo Tiệm Di Động Bảo Đức là 300. Chú Bảy Nhất là 200. Rồi Chí Liên là 200. Là tổng số tiền là 20 triệu 200. 20 triệu 200. Em bỏ vô 300 nữa là 20 triệu. 20 triệu 500. Dạ. Dạ, dạ, cái tổng số tiền luôn. Rồi chị Nhu giao cho gia đình đi. Chính quyền ở đây là mình á, là Tâm Phước trong cái nhóm từ thiện là mình quá xúc động khi á, chỗ chạy hàm hòm á là Minh Lưng là cưng phải không, cho chị bắt tay cái rồi bắt tay hủ cái là cái bằng hỗ trợ là điện thoại đó để mình làm quen là quen chỗ chạy hòm Minh Lưng này thì tụi chế ở bên đây á thì xin tiền để mai táng, mà gặp cơ hội nhân viên á mấy anh em á là mấy đứa cưng á gieo duyên cùng bên đây là hỗ trợ nguyên một cái hàng, thành ra chế á thay mặt chính quyền rồi với gia đình ở đây với là cảm ơn là cưng tin gì lưng luôn nha, với hữu là xin góp á là quá thì nhiệt tình với là về tự chế để mình gắn kết với nhau mình làm cho bà con nghèo chế xin cảm mình thật cảm ơn hai đứa cưng rồi cưng có nói những gì lên phát biểu lên nói đi nói đi hôm nay chung về địa bàn Khánh Lâm là một địa bàn khó khăn trong cái trong đặc biệt có biển Minh không nói về nhập sáp. Hôm nay ấp sáu có dây có hữu sự thì thực sự mà cái đồng hành của mà Tâm Phước và đồng tiền cũng hỗ trợ bên cái giờ cho huyện Minh Linh giúp đỡ cho đồng giá sáu trong cái việc này thì thay mặt con địa phương rất chân thành cảm ơn nếu đối với tất cả về tâm Phước và đặc biệt là mà Minh Linh để giúp đỡ cho bà con gắt sáo cũng được một phần, nói chung cái này cũng là một phần nữa thôi, nhưng mà đây là một việc hết sức lớn lao và quý giá để giúp bà con vượt qua những khó khăn này.
vượt qua những khó khăn và nỗi đau này để làm thế nào để vượt qua cuộc sống, góp phần tạo điều kiện cho càng ngày càng phát triển hơn. Thì xong bên cạnh đó, cảm ơn chỗ mà Tâm Phước và chỗ anh Lưng thì cũng còn nhiều cái gia đình còn nhiều cái bất hạnh ở đây, nữa mong rằng là anh Tâm Phước cũng cố gắng tạo điều kiện hơn nữa, sau này thì có vấn đề khó khăn trong cái thời gian qua thì mong rằng những cái đồng hành cũng như thế nào vượt qua những khó khăn gì đó một lần nữa hay thay mặt gia đình cảm ơn Tâm Phước và chỗ anh Lưng. Thì chúc tất cả chị em mạnh khỏe và hạnh phúc hạnh phúc cuộc sống. Cảm ơn. Trong cái đoàn từ thiện Tâm Phước xin cảm ơn nhất là cái hòm Minh Lưng cùng kết hợp để cùng chúng tôi để tặng nguyên cái một cái hàng để cùng chúng tôi để góp sức cho gia đình gặp khó khăn là kém may mắn mất mát đau thương, thì chỗ đó là cùng chúng tôi để làm hoàn thành nhiệm vụ để cho gia đình được một ngày hôm nay là hoàn thành ăn cúng được tương đối. Tôi cũng cảm ơn các mạnh thường quân, các Phật tử có cái tâm lá lành đùm lá rách từ chỗ cùng chung tay góp sức hoàn thành giúp đỡ những bà con gặp hoàn cảnh khó khăn. Thì tôi cũng mong rằng thì tôi với Tâm Phước để tiếp tay để cùng chung tay góp sức để tới tiếp tục tới nữa làm hoàn thành tốt đẹp. Thì thôi nhất là dạ thay mặt gia đình cảm ơn rồi thành viên của chú đây hồ Minh Lương đã giúp đỡ con nói gia đình nó khó khăn á, bà nhờ mà anh Đường Quân vậy đó, nhờ anh Đường Quân giúp đỡ vậy nó mừng. Ốc, nói đi con, nói đi. Con có lấy gì đó rồi. Sao nãy giờ đưa cái máy rồi để ngồi lại rồi đánh lên cho. Giữa quá, đưa cho giữa đi. Chở nhà đi chở đây. Không. Cảm nhận nhất là cái chỗ chạy học viên cái hàng.